À, chào mọi người. Mọi người đã có thể xem được hình ảnh của mình chưa ạ? À, mình đã vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật sửa lại mí cho chị khách hàng mà lúc chiều mình có livestream trước cho các bạn xem đấy ạ. À, thì chị khách hàng của chúng tôi đến đây để sửa mí nhưng đồng thời cũng kết hợp full môi luôn, thế cho nên là thời gian chờ đợi hơi bị lâu. Bây giờ thì mình đã có thể quay lại với mọi người, mình vừa trải qua một ca phẫu thuật khá là lâu bởi vì mí của chị tương đối khó, phẫu thuật lâu. Bây giờ thì kết quả đã xong rồi và mình sẽ livestream kết quả cho các bạn xem ngay bây giờ nhé. À, trước khi đi vào kết quả thì các bạn một lần nữa xem lại mắt trước khi phẫu thuật của chị ạ. Thì đây là đôi mắt mà trước khi chị đi phẫu thuật cắt mí thì nó tương đối đều nhau nhưng mà nó làm mất một mí ạ, có da thừa. Thế cho nên là chị mới có nhu cầu để đi chỉnh sửa lại thành mắt hai mí. Đấy, thế và khi sau khi chỉnh sửa thì các bạn chờ một chút ạ. Xin lỗi mọi người, đường truyền hơi bị chậm một chút đây ạ. À, sau khi chỉnh sửa thì cái kết quả mí nó không được như chị mong muốn. À, với cái mắt bên trái như mọi người đã biết là ở livestream trước ạ, mắt bên phải nếp mí nó có nếp mí nhưng mà nó bị trùng, cho nên là lộ rõ cái nếp mí phụ bên dưới là nếp mí cũ của chị, nếp mí lót ngày xưa. Thế còn bên phải thì bị bên trái thì bị làm quá cao. À, làm quá cao thế nên là cái độ lệch của hai mí nó tương đối là rõ. À, đây là tư thế nhắm ạ, thì cũng gần giống với cả trường hợp sửa mí buổi chiều hôm qua của bác sĩ Vân, nhưng mà hai bên mắt thì lại ngược nhau. À, bạn hôm qua thì bên này là bị hỏng. À, còn chị thì mắt bên này của chị bị làm cao quá, thế cái đường sẹo nó bị rất là sâu, nếp mí thì bị cao so với cả bên này. Ở tư thế nhắm cũng như ở tư thế mở thì mọi người đều thấy là có thể thấy rõ được cái độ lệch của hai bên. Đây là ở tư thế nhắm ạ. Và đặc biệt là tư thế nhìn lên trên thì thấy rõ hơn. Cái mắt bên trái là bị sụp mi hẳn ạ. Cái diện lồng đen nó bị nhỏ hơn đấy ạ. Thì chị bị hạn chế cái thị trường nhìn lên rất là khó. Rất là khó khi mà nhìn lên bởi vì là cái đường cắt quá cao nó đã giữ cái cơ nâng mi của chị lại. Nếu mà không để mọi người chờ lâu nữa thì mình sẽ cho mọi người xem kết quả của mình luôn. Khi mình vừa phẫu thuật xong đấy ạ. Em xin phép chị nhé, chị Tuyến nhé. Đây ạ, chị nhìn thẳng vào máy giúp em ạ. Đây là kết quả mình vừa phẫu thuật xong đấy ạ. Chị nhìn thẳng đây giúp em nhé. Đấy, mọi người thấy có ok không ạ? À, vì là ca phẫu thuật này rất là khó, mình đã phải bóc tách và gỡ rất là lâu, đặc biệt là mắt bên trái của chị nó bị tổn thương cái cơ nâng mi. Thành ra là tất cả các lớp giải phẫu nó đã lẫn lộn hết vào nhau và mình không có thể quan sát rõ được lớp nào với lớp nào. Nên là mình đã phải tách rất là lâu thì mới có thể tìm được cái cơ nâng mi, cái cân cơ nâng mi của chị để có thể buông được cái mối khâu cũ ra và mình tạo một cái nếp mí mới cho chị. Thế thì ngay sau phẫu thuật thì nó hơi bị sưng một chút, sưng hơn một chút so với ca hôm qua bởi vì ca này thì khá là khó để mình có thể tìm được cái cơ nâng mi. À, mắt bên này thì dễ hơn ạ. Mắt bên này thì dễ hơn. Thế cái nếp mí bạn mọi người nhìn thì sẽ thấy nó mềm mại hơn. À, nó mềm mại hơn. Thế còn bên bên trái hiện tại bây giờ đang sưng nề hơn một chút bởi vì mình có phải sử dụng thêm thuốc tê. À, vì quá trình bóc tách khá lâu nên là mình phải sử dụng thêm thuốc tê để cho khách hàng không bị đau. Nên thành ra là mắt bên trái thì có hơi sưng nề hơn một chút. Đấy, để mọi người có thể nhìn thấy được kết quả ngay sau phẫu thuật. À, mình sẽ để cái ảnh trước trước mổ của chị lên đây để cho mọi người có thể so sánh được luôn. Để em xin phép nhé, để lên đây một chút chị nhé. Đây ạ, thì các bạn có thể xem bên dưới ấy, chính là mắt trước khi phẫu thuật của chị, bên to bên nhỏ rất là rõ rệt. Thì, bây giờ mình đã sửa xong cho chị rồi. Đấy. Kết quả mình cũng tương đối hài lòng với một cái ca phẫu thuật mà bị nó hơi khó như thế này thì mình cũng cũng rất là hài lòng. Bây giờ các bạn nếu có thắc mắc gì thì mọi người để lại nhé. Trong quá trình bọn mình theo dõi sức khỏe cho chị sau khi được sử dụng thuốc tiền mê, chị có thể nhắm mắt lại được ạ.
À đây các bạn xem qua cái tình trạng khi chị nhắm mắt một chút thì cái đường đường cắt nó đã rất là đều nhau rồi ạ. Nó không còn bị bên to bên nhỏ như như trước nữa ạ. Đấy, mọi người để lại câu hỏi nhé, bác sĩ Vân sẽ trả lời trong lúc chờ đợi bọn mình theo dõi cho chị khách hàng một chút. À, bạn Hoa lại có hỏi là bạn này lại đi cắt mí ở đâu bị hỏng vậy? Cái này mình xin phép là mình sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng nhé, bởi vì khách hàng có đồng ý cho bên mình sử dụng hình ảnh, nhưng tuy nhiên thì cơ sở cắt thì mình xin phép là mình sẽ không 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 tiết lộ cái cơ sở chị đã cắt, bởi vì đấy là cái quyền cá nhân của chị. Thì À, trả lời cắt ở bệnh viện mắt chứ không phải cắt sao ba. à thế à. Thế là chị có nói là chị không phải cắt ở spa. Okay. Rồi, cảm ơn các bạn đã có lời khen bác sĩ Vân. À, bạn bạn Vi Lê thì có hỏi bác sĩ ơi cắt mí có đau không? Chị thì trong quá trình em mổ thì chị có thấy đau không ạ? Không, không đâu. Dạ vâng. Đấy, chị cũng có một chút khi lúc mình chuẩn bị kết thúc phẫu thuật thì vì cái mắt bên bên trái thì sợ chị phẫu thuật lâu hơi đau nên là mình có sử dụng thêm một chút thuốc tê. Tuy nhiên thì trong suốt quá trình mổ thì gần như khách hàng sẽ không có cảm giác đau, bởi vì bên mình có truyền thuốc giảm đau toàn thân. Rồi, cảm ơn mọi người. À, Mai Anh hỏi là bác sĩ ơi cắt mí có giữ được vĩnh viễn không? Về cơ bản thì cắt mí thì sẽ được giữ được vĩnh viễn bạn ạ. Tuy nhiên thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Ví dụ như là sau khi các bạn cắt mí trong vòng 1 tháng đầu thì các bạn phải cố gắng giữ gìn cho mình. Nếu như cắt mí về mà mọi người cứ soi mí nhiều rồi ngước lên ngước xuống để ngắm nghía hay là day dụi vào mí thì đương nhiên là cái nút khâu mình vừa mới thực hiện thì nó chưa thể nào bền vững được. Nếu như mình cứ day dụi vào nhiều thì có thể cái nút khâu đấy nó sẽ bị tuột ra và nếp mí sẽ không còn được giữ lại được nữa. À, chị có thể nghe điện thoại đi ạ. À, chị cũng nghe. À, cảm ơn bạn Nhàn đã khen nhé. Vừa sửa xong đã thấy đều hơn rồi, chắc khi lành sẽ đẹp. Rồi, nếu không có câu hỏi gì nữa thì mình xin phép nhé. Chị cứ nghe điện đi. Để em bật cho. Đây ạ. Alo. Đấy, à, các bạn không có câu hỏi gì nữa thì mình xin phép nhé. Mình sẽ kết thúc livestream để cho chị khách hàng được ra trường lạnh một chút và để ra về nhé. Cảm ơn mọi người đã có lời khen và có câu hỏi dành cho mình. Xin chào mọi người nhé.